Dạ, kênh Bonsai Cần Thơ kính chào quý cô chú anh chị các bạn. Mà chú các bạn giao lưu ngoài thứ quý mây vàng. Cây lớn này. Cây hoành bự bự, nhỏ nhỏ thì cũng có luôn, là gì dừa. Ba mấy, năm bốn mấy, năm mấy. Lấy hơn trăm mấy cũng có luôn. Rồi tầm lớn của cô chú. Rồi vô lấy mây vàng quý cô chú mình chờ đợi ha. Dạ rồi, 110. Em chào anh Linh, mến chào quý cô bác anh chị gần xa trên mọi miền Tổ quốc nha. Hôm nay em có về được 10 phôi, 4 phôi mai vàng, 6 phôi tứ quý. Rất mong quý bà con mình xem và ủng hộ ha. Số điện thoại của em là 033 757 3339 cũng là số Zalo của em. Rồi trước tiên là em vô cái số 1 là cây mai vàng nha quý bà con. Cây này hàng mới về tới ha. Hai cây. Dính nè. Cây này hai thân nha anh em. Hai thân mà hoành rất to. Cái này vô hàng bonsai đại rồi. Chị thành đầy đủ. Chung em cũng ít có mua hai thân nhưng mà cây này rất khéo nha nè. Nó đều đều. Cây này là em bao mặt bông là từ 8 đến 10 cánh nha. Chuẩn luôn nha. Để đẹp đều luôn. Để to to. Cây này nó già, nó lên da cóc hết trơn nha anh em. Lên cốm hết trơn luôn ha. Giáp thân hết trơn luôn. Lên cốm hết trơn à. Lên hết luôn, điệu chứ. Chung là em báo già cây thôi chứ không có báo xùi hết trơn nha. Rồi em vô thông số. Rồi cây lớn đây là tới mặt bầu, tới dây đế đi là 59. Tới mặt bầu là 87. Cây nhỏ này là 47, tới dây đế, tới mặt bầu là 75. Em đo tổng hai thân trước nha anh em. 79. Rồi tổng hình 79. 79 ha. Rồi em đo nở ra nữa cái nữa. Cây này em đo nhiều vị trí nên em tham khảo nha. Rồi như vậy là 83. Là chặt nở nha. Thằng bự đo được chuyện nha anh em. 49. Khúc trên. Xuống dưới không được. Xuống được, nó vừa dính rồi. 40. Kẻ này còn cái kẻ này nó chặt nở dữ lắm nha anh em. Đó. Tới đây là nó khoảng 13 nè. Nó nở gốc chữ A không à. Đây này đo dưới đây tầm khoảng 55 hoành đó. Cái ngọn là 23. Cây lớn. Cây nhỏ ngọn là 13. Cái độ thoát thân đến chi một của nó là được 22. Sổ đứng là 31. Tính 30 đi ha anh em. Làm tính sổ đứng vậy nha. Đường kính bầu 80. Hai thằng này nó chập với nhau, nó dính khít luôn nha anh em. Tách gỡ không được luôn nha. Rễ, vàng rễ nó cứ ngắt với nhau rất khéo. Chung quanh rất to anh em bao bông đẹp ha, 8-10 cánh nha. Vàng nghệ luôn. Rồi cây mai vàng mã số 1 em giao lưu quý bà con giá là 15.500.000, phí ship em bao toàn quốc nha. 15.500.000 cây số 1. Cây rất khủng nha anh em. Rồi tiếp theo là mã số 2 là cây mai vàng xù. Cái này xù ở đế sổ nôm nha anh em. Nôm thế điều nữa, không chống, sắc sắc không. Nôm xù nhiều nè. Nhìn nhát. Nôm chỉ cần đẹp, đầy đủ nhiều. Xù ngoài bộ đế khủng lắm nha anh em. Thân nó hơi lắc luôn ha. Mình lớn, đế nở cũ. Để nôm đều. Sâu đều mà nôm đều chứ. Nãy thằng cháu nó không biết, nó nhỏ nè. Nó cầm cái cây nó khỏi trúng lỗ bằng đầu ngón tay nha. Chóc miếng da. Tí em chóc keo lại. Quá trời đều. Rồi em vô thông số. Tới cổ đế là 60. Dạ con nghe chú. Tới mặt bầu là 84.
Tại chú chuyển bên đó nó lâu lắm. Này em đo hai vị trí cho anh em xem ha. Vị trí đây là 67. Mình là 67. Này em tính thăng vẫn được nha anh em. Trên cổ đế nha. Rồi trên đây là tính 55 thôi. Tính eo nè. Sổ đứng được 29. Cái cũ đặt trên đây được 88. Rồi bộ đế đặt tính 150. Đông đặt luôn nha anh em. Cây này bông cũng 5-7-9 cánh nha anh em. Cây này em bao bông thì anh em chơi cứ yên tâm ha. Cây hồi clip rồi cù nha anh em, ra nhựa mảnh rồi ha. Cây em bứng mấy ngày là nhựa lên trắng hết trơn. Đều hết trơn luôn ha. Em đo cái ngọn nè. Ngọn này 17. Đó cái mịch trên đây cho anh em tham khảo cho anh em ha. 56 luôn. Tốt trên đây nha. Rồi cái mai vàng mã số 2 nay em hạ giá luôn nha anh em, 16.500.000. Quý ship bao toàn quắc nha. Nói chung là mấy cây này hàng cũng đáng sưu tầm luôn nha anh em. Bộ đế được bộ đế khéo nha. Rồi tiếp theo là mã số 3. Cây này lùng lực nha anh em. Bộ đế như là đế cây mai tứ quý vậy đó. Cái thằng nó cũng giống giống. Trồng giống bồn sao anh. Dày hết trơn luôn. Mây vàng của chứ nha. Này cây mây vàng xù da me nha anh em. Có cái ngọn này nó hơi ne quá em mới phá bỏ nha. Lấy lại đỉnh đây nha anh em. Nặng. Cái nhựa kinh điển. Cây này thật sự em đóng gói em gửi cho khách rồi nè. Bị bơm về rồi em mới tháo ra em quay lại em bán luôn ha. Cây là em bao nhựa mạnh nha anh em. Cực mạnh luôn á. Nó nhựa mạnh luôn. Bông cũng 5, 7, 9 cánh, 10 cánh. Nè ghép vô cái hết thích luôn. Đế kẹo luôn. Rồi. Cái bài bài hay sổ sổ. Này hạ giá bán cho anh em nào ưng ý thì ủng hộ ha. Rồi tới giai đế là 40. Em đo vị trí về là 69 nha anh em, 70 tính 69 rồi nha. Đây là em đo hai vị trí cho anh em xem nha. Đó, bên đây là nó đông đặc luôn nha. Rồi, em vô cái hoành thân. Tính 52-1 đi. 51 được rồi. Đường kính bầu là 76. Đo nhiêu hết cái đường đo nữa rồi. Cây là em bao sống khỏe, sống mạnh nha anh em. Cây nhìn vô như cây tứ quý vậy. Bự. To. Đế kẹo vậy. Cứ ngắt không. Để bàn điệu vậy. Rồi cây mã số 3 này em vô lưu quý bà con giá là 13.500.000. Đây hạ giá luôn anh em ơi. Cây số 3. 13.500.000. Theo là mã số 4. Có 4 cây mai vàng rồi nha. Quá sợ sụn chảy luôn. Cây này là em bao với anh em là sụn chảy rồi mạnh luôn nha anh em. Cây nó lên muốn hết thân luôn ha. Mặt nào như mặt nấy ha. Quá trời. Cây bệt bệt. Cây này em không thấy mặt bông nha anh em. Cây nào thấy thì em bao, cây nào không thấy em không dám bao ha. Đế nó cũng khá là ok nha nè. Xù rồi đế về là cũng đạt rồi ha. Mặt đây quá kẹo. Đây lót đầy đủ. Nửa này mồi ra rễ nhóc chứ. Mồi lại. Xù rồi đế gì cũng khá ok. Cái này em để khô ráo cho không có cho nước rồi dính vô nha nè. Cái này em phun nước lên nhìn cái đầu xù nó dữ lắm. Chỉ cành nó đẹp á. Rồi em vô thông số ha. Chiều cao tới cổ đế là 64. Tới mặt bầu là 90.
Hoành là 49 nha anh em. Em ra tuốt trên cao gì luôn nha. Hoành 49. Rồi, em ra về được 51. Tính 50 đi. Cục xù trên đây. 54. Đường kính bầu là 72. Hảo hảo cái củ đặc gì đi anh em ơi. 140 thôi. Đông đặc chi nha. Con này xù thì đầy đủ điều. Để cá đi. Rồi nay em cũng hạ giá luôn nha. Cây này em xin vô lưu quý bà con giá là 14 triệu. Trong cây mai xù nha anh em. Cái xù này anh em vô vườn tay cầm 14 15 triệu là sách len bứng rồi đó. Nó thật. Nhưng mà nay em mua được rẻ em bán rẻ ha. Rồi em hết tứ quý, vô ý hết mai vàng. Em vô tứ quý ha. Tứ quý cây số 5. Đó, cây số 5, tứ quý. Cây này bộ đế rất khéo nha anh em. Lực ha, bộ đế mình bệnh. Cây được cái dây đế bóp bóp bự sổ nôm nữa. Điều điều chứ, điều. Đâu cũng có nha anh em, lót đầy đủ cộng bắp tay ha. Cái này chủ nhà người ta cắt cái tay cành này ha. Đây, nó lạnh hết trơn rồi. Đây nó cũng lên tược ha. Về mình ghép về bo vô mình chơi anh em. Được cái bộ đế. Chỉ cành cũng được. Chiều cao tới cổ đế là 52. Tới mặt bầu là 76. Hoành vị trí này là 42. Chúng ta xích trên chút nữa. 40 đi. 40 đi. Cây này khéo củ đế lắm nha nè. Rồi, tổng cái củ đế đặt như vậy được 140. Sổ nôm vậy được 28. Cái ngọn 23. Rồi cây mã số 5 cây tứ quý, em cho lưu quý bà con giá là 3.900.000. 3.900. 3.900 số 5 và tứ quý. Tiếp theo là cây số 5. Cây số 6. Số 6. Cũng là cây tứ quý. Cây này thân cốt nha anh em. Có cái nhánh này dính vô luôn ha. Giống như anh tử vậy, cũng rất khéo cây, anh bẻ cái chốt nhẹ nhẹ đang chơi là được rồi. Trên là tầng dù nha em. Đế cũng khá đế ha. Giờ đế bự không? Đây đẹp, lấy điều. Có đầy đủ. Đế cũng khá đế. Nhánh này cũng chủ nhà chặt cưa nữa nè. Thầy sẽ hạn cố. Nó không, em bao là không có mục vô sâu nha. Nó chỉ ngoài da, cái sam ngoài da tí xíu với mặt cắt nè. Em bao với anh em là không có hư vô nha. Cứ nhắc bình thường. Rồi em vô thông số. Chiều cao tới dây đế là 116. Tới mặt bầu là 135. Một vị trí đo nha anh em. 39. Cây này nó có cái độ sổ nôm hơi hơi về được 19 nha anh em, sổ đứng đứng á. Đường kính bầu được 60. Có đo lộn đường kính bầu không trời. 56 nha anh em, đường kính bầu. Thoát thân tới chi trên đây được 63. Chỉ cạnh trên điệu. Rồi cây tứ quý mã số 6 này em vô lưu quý bà con giá là 2.900.000. 2.900 cây số 6. 2.900 ha. Phía xíu em bao toàn quốc nha anh em. Tiếp theo là mã số 7. Đây này này tứ quý nằm lưu nha. Cây lùng lực nha anh em. Đế thì em bao đế ha. Cứng ngắc cả chân luôn.
cành đó, ok. Cây này trong lưu á, trong nhà ta đập cái lưu ra ha, rồi ta trồng lên cái mô. Không biết bên bạn luôn. Đây kẹo nè. Hoành lớn. Rồi em để cành phóng á, em cắt lại luôn nha. Dán trực luôn. Rồi chiều cao tới cổ đế là 52. Tới mặt bầu là 72. Vị trí này là 48 nha anh em. Tính 47 thôi nha. Tính 47 thôi. Rồi cái cục đặt nó được 126. Đặt luôn nha. Sạch sạch luôn. Rồi đầu sổ của nó, sổ đứng vậy luôn thì được 27. Đường kính bầu cây này được 67. Cái ngọn 20. Rồi cây tứ quý mã số 7 này em giao lưu quý bà con giá là 9 triệu. 9 triệu cây số 7 của tôi. Giá hữu nghị luôn anh em ơi. 9 triệu. Rồi, tiếp theo là mã số 8. Tứ quý cây nhỏ nhỏ gì dừa. Thân cốt. Cây cốt cạnh như sắp nha anh em. Cây rất già cây ha. Tại cạnh là nó dày hết trơn. Một thằng băng chạy thằng thông. Rồi em vô thông số luôn. Nhỏ nhỏ quay lè lẹ luôn. Rồi chiều cao em tích 1,5 m nha. Thoát thân là 57. Hoành thân là 34. Đường kính bầu là 63. Cây bồ đế cũng thế, cũng nói chung cũng đạt nha anh em. Cây rất già ha. Cây lại bao sóng bao ship nha. Chi cành đẹp điều. Rồi cây mã số 8 này em giao lưu. Mã số 8 không? Đúng rồi, đúng rồi, số 8. Giao lưu quý bà con giá là 3.300.000. Tiếp theo là mã số 9. Số 8. Cây số 9 cây lớn lớn. Lấy cái chiếc lông cũng mượn thôi. Lông hết ra một rồi. Đây thân cốt nha anh em. Thân cốt chỉ cần đầy đủ đều đế cái gì luôn. Kẹo. Cây nguyên củ đế này đặt luôn nha anh em, đông đặt luôn. Chi này hơi trùng vậy anh em có thể phá bỏ giùm em cũng được ha. Em thì em bán em để nguyên. Cốt thân bằng nhưng củ đế luôn. Rồi chiều cao tới dây đế là 108, tới mặt bầu là 131. Hoành thân 42. Đó, cái cục đặc đặc này chắc 1,5 m quá. Rồi em tính 1,5 m thôi, đặt luôn nha anh em. Hết một đống trong đây nè. Cây lên nhựa mạnh nha anh em. Đây. Nhựa mạnh hết. Này em xả giá luôn nha anh em. Rồi cây mã số 9 này em giao lưu quý bà con giá 6 triệu đồng. Để kẹo cục đế luôn. 6 triệu nha. 6 triệu cây số 9 thôi thú quý. Già lớn. Rồi tiếp theo là cây số 9.
Cây này bên chú sẵn mà. Cây đây là lẻ chú chín rồi, cây này cây số 10. Cây này cây cuối clip hả? Rồi cây cuối clip là cây số 10 nha anh em. Rồi xin lỗi anh em ha, cây số 10 nha. Rồi chú quý nha. Để cây này được rồi, em bán rồi luôn nè, nhưng mà đợi khách chuyển cọc, mà không chuyển thì em không dám giao nha. Ở xa nha, khách lạ. Khách mà bên em có giao lưu rồi thì em không cần lấy cọc. Khách mới thì em xin cọc vài trăm ngàn lấy niềm tin được rồi nha anh em. Tại cây cũng nặng á. Nặng bự mà. Để thì bành bành lực. Cây thân cốt lực luôn nha anh em. Tứ quý hàng to lớn nha. Cây là em bao lên nhựa mạnh hết. Đây ở đây táp nắng nè. Táp nắng rồi em cạo bỏ cái lớp vỏ luôn, em chắc keo vô ha, đỏ, đỏ ha. Đây là cọng rễ treo. Ngoài ra cây là tích nha anh em. Em tham khảo đi. Đây nó táp nắng kiểu vậy nè anh em. Tí xíu này nè. Em phải gọt bỏ hết để em chắc keo mới ha. Cây nhựa bữa nay lên trắng hết trơn, dày luôn. Trắng luôn. Chi nào cũng vậy hết ha. Rồi chiều cao tới cổ đế là 81. Tới mặt bầu là 100 chẳng. Cây này em đo hai vị trí cho anh em mình tham khảo ha. Rồi vị trí thứ nhất là 63. Cái này là đo em đo chạc nở nha. Rồi em vô hoành 52 chuẩn luôn. Chứng 52 luôn nha anh em. Cây này có cái độ sổ đứng đứng gì chắc cỡ 20. Em tính sổ bài bài vậy đi. Thoát thân tới da đế được 28. Da đế trên đây được 22. Cái ngọn được 28. Tay cành số 1 nó được 23. Cây gắt lực nha anh em. Rồi cây mã số 10 là cây cuối clip. Cây tứ quý này em giao lưu quý bà con giá là 13.500.000. 13.500.000 nha anh em. Cây số 10. 13.500.000. Rồi tứ quý. Cây làm bao ship sống bao sống khỏe luôn nha. Cây rất lực cây nha anh em. Cành đắng điều tứ diện hàng năm mấy, hoành có mười mấy triệu, đế cũng đâu có hiền đâu. Nở cũ sáu mấy nữa. To bự. Mười ba triệu 500 em bao quý ship nha. Rồi mã số 10 cũng là mã cuối clip. Em cũng xin chân thành cảm ơn quý bà con mình đã ủng hộ em trong thời gian vừa qua. Rồi rất mong clip này quý bà con mình xem và ủng hộ tiếp cho em ha. Em cháu xin chân thành cảm ơn quý bà con rất nhiều ha. Rồi. Để chào cô chú anh chị các bạn mình luôn. Các chú anh chị xem cái nào hay tiếp cho 10 giúp cho. Rồi trân trọng kính chào cô chú anh chị mình đây.